Khánh Vy và bạn trai Tây lọt top tìm kiếm, danh tính người ấy gây bất ngờ. Nữ MC đăng tải một đoạn clip ngắn cùng một người bạn ngoại quốc. Đáng chú ý, ngay sau khi đoạn clip lên sóng, từ khóa Khánh Vy và bạn trai Tây bất ngờ trở thành xu hướng được nhiều cư dân mạng tìm kiếm. Điều này cũng khiến cô nàng cảm thấy ngỡ ngàng. Sở dĩ cộng đồng mạng nghi vấn chàng trai xuất hiện trong clip là người yêu của Khánh Vy, bởi cả hai nhìn rất đẹp đôi. Không những vậy, Khánh Vy và người bạn này còn có nhiều hành động, ánh mắt thân thiết khiến người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền ghép đôi. Theo chia sẻ, Juliano và Khánh Vy đã quen nhau cách đây khoảng 4 năm tại một sự kiện truyền thông mà cả hai cùng tham gia ở Mỹ. Anh bạn này cứ liên tục nhắn tin cho mình, nhưng thực sự mình đôi khi chỉ xem mà không trả lời. Khánh Vy hài hước tiết lộ về những ngày đầu gặp nhau. Thậm chí, Juliano còn bày tỏ anh không biết đang trò chuyện với nữ MC hay là trợ lý của cô nàng vì khá lạnh lùng và liên tục bị bơ. Mặc dù được cộng đồng mạng dành lời khen và nhiệt tình đẩy thuyền, tác hợp Khánh Vy và Juliano, song cô nàng vẫn cho hay cả hai là bạn bè tốt của nhau.